à, Xin chào các bác nhé Hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các bác một khuôn cây cột đường kính 35 nhé Em phải nói là mẫu cây cột này cực kỳ dày và khỏe luôn nhé à, Em không nói phần đầu phần chân Mà cái phần thân của nó cực kỳ là dày luôn Cái khuôn này là khuôn uh, em nhập lô trước Nhưng cái lô trước này thì khuôn của nó nhựa của nó rất là dày luôn nhé Đây em có thể soi cho các bác xem chất liệu nhựa luôn Ôi chết, tí nữa thì đổ vào đầu. Đây nhé rất là dày dặn luôn hiện tại thì em đang còn duy nhất là một cây, một cây nhá một cây duy nhất à, chiều cao của nó có thể lên tới 3 mét rưỡi nhé, em vẫn đủ chiều cao lên tới 3 mét rưỡi nhé, các bác nào mà thích cái mẫu này thì em sẽ thanh lý cho các bác nhé. Uh, cao 3 mét rưỡi Hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các bác là Cột tròn 35 à Em thanh lý cho các bác là 5 triệu rưỡi cây này nữa nhé 5 triệu rưỡi cây này em bao phí vận chuyển về tận nhà cho bác nhé Nhựa cực kỳ dày dặn luôn So với cái chất liệu nhựa của cái lô mới Em lấy thì Chất này đẹp hơn rất nhiều lần Dày hơn rất nhiều lần Màu nhựa nó sậm thôi nhưng mà Chất nhựa thì cực kỳ dày dặn nhé Duy nhất một cây nhé Bác nào mà lấy cua này thì liên hệ cho em vào số điện thoại 0333001190 nhé. Liên hệ cho em số điện thoại 0333001190 nhé. Duy nhất một cây 5 triệu rưỡi em bao phí vận chuyển về tận nhà cho bác nhé.